Cái thứ mà giá trị nhất mà chúng ta hiện đang có là cái gì? Chẳng phải là tài khoản trong ngân hàng luôn. Thầy xin thưa, dĩ nhiên có thể người có những người tài khoản trong ngân hàng họ cho là giá trị nhất, họ giữ gìn nó rất là cẩn thận. Nhưng mà xin thưa theo cái câu chuyện này nữa và cái hiểu biết của vị trí thì cái giá trị nhất mà chúng ta hiện đang có là chính là cái vấn này. Xin thưa là chính là cái vấn này đi. Nhưng mà cái thái độ của ta đối với cuộc đời như thế nào nó rất là quan trọng. Cái ta có cái tâm này và cái tâm này đó nó có thể cho ta thực hiện những điều mà impossible có thể là possible, những cái mà không thể làm được có thể thành được. Chỉ có cái tâm này thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết, ví dụ giờ ở như trong kinh Địa Tạng có nói rất là rõ, mà phải nói là những cái phần cuối mà chúng ta đọc đó, cái thân này đó, nó có thể đem lại hết lần đời trời. À, nhưng mà chúng ta phải tập được cái gì với những với cái như là chúng ta phải tập được cái gì với Bồ Đông. Bồ Đông có thể dài, có thể ngắn. Bồ Đông của anh hay là của em nó buồn anh. Nó đau khổ lắm. À. Chúng ta phải tập được cái gì? Nhưng mà luôn luôn Mùa đông là đi theo sau mùa xuân. nếu mà chúng ta chịu đựng được mùa đông hết, mùa xuân sẽ tới và mọi chuyện nó sẽ đưa ngoài cái trái tim thật sự và đặc biệt. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải đối diện và chịu đựng được cái mùa đông. Thì mỗi người cứ mùa đông nó khác nhau, không ai giống nhau, ai đâu đâu. Hay đã từng một lần rớt từ trên trời cái xuống. Và nếu mà quý vị ở đây mà phỏng vấn đi sư với quý sư ở đây cũng có nhiều cái mùa đông khắc nghiệt lắm. Không có chừng phong phải chừng một. Từ bản thân mình chỉ mình tự mình biết. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta phải đối diện với mùa đông. Và thứ hai nữa chúng ta phải đối diện với ban đêm. Chúng ta không thể nào gọi là nó mua bác viên bộ phát. Ông sợ ở đây đóng, tôi sợ ma lắm. Cũng phải tập đối diện với ban đêm. Nhưng mà chính là ban đêm là đi đi theo sau ngày. Chúng ta thấy ánh sáng bên mặt trời ở đẹp là chúng ta thấy là hôm nay ngày hôm qua là sinh nhật của Canada. Biết Canada tròn trong 56 tuổi. Một ngày rất là đẹp luôn. Còn mấy năm trước thầy về đây á, ở Việt Nam thì ở Việt Nam này qua nó cũng tống trường không nổi thì về đây trời ơi thì xuống cái trường cả nó mát rủi luôn nhưng anh đó chúng ta để hâm thử bức trường thiết pháp thầy đẹp đó, đó chúng ta phải đối diện với mùa đông, chúng ta cũng phải tập đối diện với lại khó khăn chính nào thứ nhất. Cái này thì dĩ nhiên một quý support hay đang giải chịu nữa. Phải đối diện, đối diện với tất cả những cái khó khăn việc này. Thầy ông thầy nào mà có hết được một khó khăn chứng ngại đâu. Nhưng mà mỗi người ở đây cũng đều phải trải qua không? Nhưng mà chính là những cái khó khăn, những cơ hội này là theo sau gì? Cơ hội thành công, cơ hội mà trở thành anh làm cái vua chùa mà khang trang, cơ hội để làm giàu, cơ hội để trở thành bác sĩ, cơ hội để mà trở thành là doanh nhân thành đạt. Mà xuống bắt đầu từ những cái công tác này. Bước phải không? Chính xác là như thế. Chúng ta cũng phải đối diện với một thứ nó cũng rất là khó, nhưng mà ai cũng phải phải quyết định nữa. Không tránh được đâu. Tai họa. Tai họa nó đầy nghiêm trọng. Hay chỉ cần là Một người mà xử lý một chút thôi. Tai mọi ở tới riêng hay tại chỗ. Nhưng mà khi mà chúng ta đối diện với tai họa mà thì nhiều gì nó xảy ra sau đó. Nếu mà chúng ta đối diện được. Tại vì tai họa luôn luôn đi xấu gì. Vậy nào? Cái đó là mình khẳng định. Không phải nha, là tương thể nói đâu nhưng mà chúng ta đây biểu hiện. Sau tai họa là may mắn. Chúng ta
phải đối diện với một thứ này là ai cũng có từ sau đó. Bởi vì việc actual hay có biết xem là xem giờ ông hay có biết không tùy với ông là đối diện với khổ đau. Khổ đau là một cái chuyện bình thường của cuộc đời này, ai tránh được không? Ông được, chúng ta phải gặp đối diện với khổ đau, nhưng mà sau khổ đau là gì? Hạnh phúc, chính xác và sung sướng và hạnh phúc. Nếu không có khổ đau, làm sao chúng ta nhận ra được hạnh phúc? Anh đó, chúng ta phải tập đối diện hết tất cả. Và người Phật tử, nếu cho Kim Bì Tạng nói, chúng ta phải đối diện với tất cả mình với đó. Khi mà chúng ta có cái thương lượng này, khi mà chúng ta đối diện ông cách đàng hoàng thôi, với hóa chốn trắng, thì những cái chuyện mà sau đó, nó sẽ lâm nghiệp không mở khói hai cho mình cái con đường thái. Chúng ta hãy tập là đối với cái giá trị mà chúng ta đang có này nè. Đúng không? Giá trị vô cùng quý giá cho phải tiền bạc đâu. Nhưng cái câu chuyện này. Bây giờ chúng ta cho đôi mắt nè. Bây giờ sẵn sàng tại vì thầy biết cái câu chuyện này ở nơi em Việt Nam. Có người lại với thầy, thầy ơi, thầy có quen ai không? Có cái hầm tốt không? Thì con sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ 2 để vô cái hầm. Rồi nó thầy có biết ta cần. À vì người không có hết. Vì thầy cần nó phải vô cái thằng mới. Vậy mà ai bán đây? Ủa, cái thằng này thì người ta nói là cái thằng này là vô dụng. Đó. Cái thằng này là quá vô dụng. Nhưng mà bây giờ cho đôi mắt con này đôi chịu bán. Một con đôi con chịu bán. Bây giờ, ok. Rồi, không có lấy đôi mắt đi. Lấy bên trong đi. Lấy cái thằng này. Chịu. No way, đúng không? Ủa, vâng. Dạ. Ra cái thằng này phải là vô dụng. Như là chỉ. Nó rất có giá trị. Nhưng mà mình cái thái độ của mình họ sự khi là cực kỳ quan trọng và ra một cái thái độ đó ở ngay trong âm này của mình nữa thì nói thiệt là tất cả những cái pháp môn là đều nói cho mình biết cái giá trị mình cần có và nếu mà mình muốn tất cả những gì trong thiên địa đạt nói thì mình phải tập nội diện những tất cả những thứ mà phiền nó mình hóa chỗ phản biệt đâu và để cho mình đối diện nó cách thức là mạnh mẽ. Thầy nói thì không cách nào hạ cửa quy tâm bảo về chùa. Vì khi nhớ chúng ta tại sao mà thầy đối với thầy mỗi lần mà khi mà tam từ quy thầy coi mở hết bài trọng và thầy mua bức quân thì hai quân hạt nghiệm. Tại vì khi mỗi lần mình phát nguyện nghe là mình gieo trong cái hạt giọt mạnh này nghe trong tâm này tâm gửi nước quân thì hay thì khi mà nói là con không nguyện từ tưởng con quy Phật có người đó là bây giờ con đã nhận ra được cái con đường lớn là con nhận ra được cái thân này yếu quý này cái thân giá trị này có nguyện nhà đi theo trên con đường lớn này cùng đối lại tất cả chúng sinh là đương người chúng sinh cùng đi theo con đường lớn này có nguyện sẽ phát ra cái âm dũng mãnh cô em cúng dường tam bảo cô hộ trì cho tam bảo cô về chùa học vân cô hộ trì cho các people chiến dịch cái ngôi đạo sạch. Wow, cái đó là bình nguyên cái nghĩa của mà phương quỳ học. Tôi có nghĩa hào hát ở bên đó cũng. Bây giờ, ở Toronto này, theo như thầy biết hiện tại mà có trên người của chùa. Cùng với hành viên Suzuka, rằng tên cái vùng thủy tập như là mình đã đọc. Wow. Như là cái ngôi chùa này nằm cái ngôi chùa đã xây, nằm kiến dựng và yên ra nếu phần về này cái brand ô hộ cái ngôi chùa mà đang tiến dựng này thì có một hình mẫu lớn lắm. Trong khi sạch mà có món. Từ hạ cấp xuống cấp thêm người nhà tôi ở tù với lại chư tăng mà kiến dựng chùa, xây dựng chùa ảo từ mình khinh kinh này nọ, đúng không? Thành những chút là rõ hết. Thành ra, một cái nhân viên nắm ngủi, thầy biết là quý cô cũng phải để được cùng. Thành ra thì xin dừng ở đây và thầy cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử biết trân quý cái tâm linh mà chúng ta có ngày hôm nay để chúng ta tận dụng nó và chúng ta làm phổ cấp cho nó phương sai và là những cái phúc lịch chúng ta sống cuộc sống này cực và kiên đời chúng ta hãy cho đi nhiều phương này hát tăng đạo chúng ta xuống dường và chúng ta tạo phúc cho chúng bạn kinh nghiệm tình
câu đề mà chúng ta có thêm với thầy Địa Tạng là giả thi thi thầy. Cho dù mai sau lỡ mà chúng ta nên điên đảo đảo thi nghiệp ác, thì ta sẽ hiểu mà chúng ta chỉ ngừng vì một cái nhiều khi nghèo lây chức an ninh được chân hiệu của thầy Địa Tạng. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Wow. Chúng ta có một nguyện cứu chúng ta ra và anh đi vượt anh là thích sinh. Anh đã vượt thân vừa ớt. Anh tôi cũng xin kính chúc cho Ý Nhi Sư B.C. Paul Trung Sư Đạo Nên để kiếm việc kiếm vô đạo tràng này sớm thành sự vụ như ý và Pháp Sư biết các người về đều được ưng chim công đức. Nam mô Công đức Trâm Bồ Tát Ma Na Tát.